Ê, xin chào mọi người. Đây chúng ta bắt đầu đến tập số 2 nhờ. Thì hôm qua mình có đăng một cái tập số 1 lên, có nói sơ qua về cái gọi là crypto là gì, tiền ảo, tiền kỹ thuật số là gì. Thì nó ở trên channel của mình nè. Hiện tại mình chưa có làm được hình ảnh cho nên vẫn để cái tên cũ. Thì nếu như mà mọi người có quan tâm thì cứ subscribe channel, bật thông báo giúp mình là được ha. Thì cái tập ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu nói đến nhập môn. Hôm nay chúng ta mới bắt đầu nhập môn. Thì khi mà chúng ta nhập môn thì điều gì cần nhất đó chính là một cái tài khoản để chúng ta tham gia vào thị trường. Thì cái link tài khoản á, mình có để ở ở ở phía dưới cái phần mô tả mọi người thấy không? Trong cái clip của mình ở phía dưới có mô tả, nó có cái link đăng ký sàn Binance. Ha. Link đăng ký sàn gây và hai cái nhóm tele, một nhóm là tín hiệu ra kèo và một nhóm là để chat thảo luận. Ok, và mọi chi tiết giao dịch OTC, mua mua bán USDT hay là gì đó thì liên hệ qua email hoặc là Facebook cá nhân của mình, không liên hệ qua Telegram mọi người nhá. Telegram nhiều lừa đảo lắm, mọi người phải cẩn thận đấy. Hôm nay mình nghe nhạc lofi đi ha, mình chỉnh cho nó nhỏ lại xíu. Rồi thì ở đây mình có để hai cái sàn, tí nữa mình sẽ cập nhật thêm một sàn Huobi nữa. Thì sàn gây và cái sàn Huobi thì mọi người tạm thời là cứ để qua một bên, sau này khi nào mà em hiểu dần rồi mình sẽ hướng dẫn mọi người sau. Trước mắt mọi người hãy click vào cái link này để đăng ký qua sàn Binance trước. Khi mọi người click vào link này thì nó sẽ dắt mọi người đến cái trang này. Đây là trang Binance và nó sẽ hiện lên cho mọi người một cái khuôn đăng ký giống như mọi người đăng ký tài khoản ở những cái nơi khác thôi, y hệt như vậy. Và khi mà mọi người đăng ký tài khoản xong thì nó sẽ chuyển mọi người vào cái trang tổng quan này. Trang tổng quan này. Đây là trang tổng quan tài khoản của mọi người. Thì việc đầu tiên mọi người cần phải làm đó chính là phải xác minh danh tính. Khi mọi người tạo tài khoản xong thì ở vùng trên này, ở vùng phía trên này, tại vì nick của mình đã làm xong rồi cho nên mình cũng không tìm được nick nào khác để ấy nha mọi người. Thì ở trên cái vùng trên này mọi người, nó sẽ có một cái chữ gọi là xác minh thông tin, hay là ở trong crypto người ta gọi là KYC đấy. Xác minh thông tin để làm cái gì? Cái thứ nhất là để mọi người rút tiền và nạp tiền nó an toàn. Nè, mọi người nhìn ở đây thấy không? Xác minh danh tính đã xác thực thì mọi người cũng phải xác minh danh tính, ai cũng phải vậy hết. Ok, thì xác minh danh tính nó sẽ có tác dụng gì, tại sao mình cần phải xác minh? Cái thứ nhất, đây là cái sàn người ta gọi là sàn sàn tập trung, thì sau này mình sẽ nói rõ hơn sàn tập trung hay là không tập trung đó là gì. Khi mọi người xác minh danh tính, nó sẽ bắt mọi người là chụp hình chứng minh nhân dân, passport hoặc là bằng lái xe. Tiếp theo là nó sẽ bắt mọi người chụp hình khuôn mặt để nó xác minh. Và mọi người phải lưu ý nha, tên của mọi người đăng ký phải là dùng tên thật, và số tài khoản ngân hàng mọi người liên kết cũng phải là tài khoản ngân hàng của cái tên mà mọi người đăng ký. Nói chung toàn bộ những thứ liên quan đến cái sàn này đều là thuộc tên của bạn cả, tên thật của bạn, số tài khoản của bạn, tên ngân hàng của bạn, mọi thứ nó đều phải có sự liên kết với nhau. Nếu như mà bạn đăng ký cái tên này mà bạn lại dùng số tài khoản ngân hàng khác thì sau này bạn sẽ không thể nào giao dịch trên này được, và nó sẽ khóa tài khoản của bạn lại vì nó nghi ngờ là bạn rửa tiền và không sử dụng danh tính thật. Sau khi mọi người xác minh xong thì việc đầu tiên chúng ta cần phải làm đó chính là làm sao để nạp được tiền vào để bắt đầu giao dịch, đúng không? Thì cái trang Binance này, cái sàn Binance này là một trong những sàn lớn nhất thế giới, hoặc là nói thẳng luôn nó là sàn lớn nhất thế giới hiện tại rồi. Xếp sau nó thì còn tụi Coinspace hoặc là sàn Met, Gay rồi Huobi rồi đó. Mấy cái sàn kia thì sau này mình sẽ nói sau là tại sao nên chơi nhiều sàn. Trước mắt là chúng ta tập trung vào cái sàn lớn nhất đã. Rồi. Khi mà chúng ta đã xác minh xong mọi thứ, đúng không? Thì ở phần này nó chính là tổng quan cái ví của chúng ta. Ở đây nó sẽ kiểm tra lại cái lịch sử giao dịch của chúng ta. Còn ở đây là tổng quan trang của chúng ta, như mình đã xác thực xong rồi thì nó hiện ở đây. Còn nếu như bạn chưa xác thực, bạn sẽ nhìn thấy ở đây là chưa xác thực.
Ok. Sau khi mà bạn đã hoàn thành xác thực thì việc đầu tiên của chúng ta là phải làm sao để nạp được tiền vào cái sàn này, đó mới là vấn đề. Thì muốn nạp được tiền vào sàn thì chúng ta sẽ chuyển qua giao dịch. Ở trên app mọi người tìm cái phần nào ghi chữ giao dịch ở phía trên thì mọi người sẽ nhìn thấy được có cái chữ B2B đó. Trên app nó cũng vậy, ở trên sàn này cũng vậy. Thì ở trên phần mềm trên điện thoại thì mọi người ấn vào chữ giao dịch luôn, và phía trên cái chữ ở phía trên đầu nó sẽ có hiện cái chữ B2B nhé. Mọi người chịu khó tìm một tí, mình không có điện thoại đây để mình quay cho mọi người. Thì ấn vào B2B để mình giao dịch. Ấn vào B2B để mình giao dịch. Thì nếu như mọi người muốn giao dịch ở trên bất kỳ cái sàn crypto nào cũng vậy, mọi người cần phải mua một đồng con nền tảng, hay gọi một cách khác là stablecoin. Nó chính là đồng USDT ở ngay đây. Thấy không? Chúng ta chỉ nên mua USDT chứ không nên mua BTC hay là BUSD hay BNB, ETH, ADA. Chúng ta không mua những đồng này tại vì biến động của nó là liên tục. Chỉ trong vòng 5-10 giây biến động thôi, chúng ta có thể mua trong lời và trong lỗ được. Tốt nhất là không nên mua ở đây mọi người nhé. Chúng ta nên giao dịch nhanh ở đây nè. Đó. Nếu như mọi người chưa rành, không? Nếu mọi người chưa rành ở đây thì mọi người hãy ấn vào đây giao dịch nhanh. Mọi người nhập cái số lượng Việt Nam đồng, chọn đồng tiền Việt Nam đồng. Sau đó chúng ta nhập số lượng muốn mua, ví dụ như muốn mua 1 triệu đi. Tối thiểu là 150.000 mọi người nhé. Đây là 10.000 nè, 100.000 nè, 1 triệu nè. Thì nếu như chúng ta bỏ ra 1 triệu, chúng ta sẽ được nhận 42.73 USDT. Và mọi người nhớ nha, USDT nó là một đồng stablecoin dùng để giao dịch mua và bán tất cả các loại đồng coin khác. Nên nhớ như vậy, USDT không phải là đô, mà nó chỉ là đô trong thế giới crypto thôi. Còn ở ngoài đời chúng ta thì người ta hay nói là USD là đô la đấy. Thì đây là đô la của thế giới crypto nhá. Cái đồng này được tạo ra là để mục đích để giao dịch buôn bán coin. Thế nên mọi người muốn mua thì mọi người nhập số tiền vào đây, nó sẽ nhận. Để mình sẽ thử luôn. Đầu tiên là chúng ta cần phải, mình quên mất nhờ, còn cái đoạn này nữa mới quan trọng. Việc đầu tiên á, trước khi mọi người quyết định mua hay bán thì mọi người cần phải ấn vào đây phương thức thanh toán, và mọi người gọi là thêm cái tài khoản ngân hàng của mọi người vào. Và mọi người phải nhớ là số tài khoản ngân hàng phải trùng với họ tên mà bạn đăng ký lúc đăng ký sàn nhá. Rồi, bạn thêm tài khoản ngân hàng ở đây xong, bạn quay lại trang này, bạn bắt đầu mua. Khi bạn nhập số lượng muốn mua, đó thì mình nhập sẵn 1 triệu rồi, thì bạn sẽ nhận được 42 USDT. Và các bạn đừng bị lầm USDT và USD nha, có chừng nhầm đấy. Rồi, khi chúng ta bắt đầu ấn mua thì nó sẽ cho chúng ta lựa chọn là chuyển khoản ngân hàng hay là chuyển qua Momo, nhưng mà mình khuyên mọi người là nên chuyển khoản ngân hàng cho phí nó rẻ hơn một chút. Chúng ta xác nhận mua. Đó, sau khi chúng ta xác nhận, nó sẽ chuyển cho chúng ta tới một cái giao diện. Chúng ta tới một giao diện. Cái đầu tiên mọi người cần phải để ý đó là số lượng chúng ta bỏ ra mua là 1 triệu Việt Nam đồng. Giá chúng ta mua, mỗi lúc giá nó sẽ có một giá khác nhau, nó cũng có biến động nhẹ, không phải lúc nào cũng là một giá này. Và số lượng chúng ta thực nhận về có đúng không? Hồi nãy mà ở ngoài mọi người lưu lại 10 giây, mọi người sẽ thấy là hồi nãy nó hiện lên là 42 phẩy bao nhiêu đô đó, đúng không? Đó là lúc đó thôi, còn lúc này là nó đã xuống 0,5 rồi. Đó, đó là sự khác biệt. Rồi tiếp theo, mọi người phải nhìn toàn bộ cái vùng này để biết được rằng tên của người bán là ai, tài khoản ngân hàng, số thẻ của họ là bao nhiêu, tên ngân hàng của họ là gì. Mình phải xin lỗi bạn này trước tại vì mình làm clip này chắc là nó sẽ thành nãy, nhưng mà chắc cũng không sao đâu. Thì ở đây thì nó là cái số lệnh, mọi người phải copy cái số lệnh này là sao chép thành công. Khi mọi người chuyển khoản và mua USDT có những quy định mọi người cần phải nên nhớ. Cái thứ nhất, chúng ta không được ghi nội dung giao dịch là mua con, mua USDT hay nội đại khái nói chung là không ghi giao dịch liên quan đến crypto Việt Nam chúng ta hiện tại đang cầm. Cái thứ hai, nội dung
tùy từng người bán cho chúng ta, người ta sẽ yêu cầu phần lớn nội dung chúng ta thường thường người bán người ta sẽ yêu cầu một là chúng ta ghi họ tên của mình trong nội dung, hai là ghi số lệnh. Và số lệnh đó chúng ta lấy đâu? Số lệnh đó là nó nằm ở đây. Để chắc chắn nhất chúng ta hãy copy nó và chúng ta sẽ điền vào cái phần nội dung trong cái mục chuyển khoản của chúng ta. Thì sau khi chúng ta chuyển khoản xong, chúng ta sẽ bấm đã chuyển tiền. Nó sẽ dắt cho chúng ta đến một cái trang tiếp. Ở trang đó chúng ta sẽ bắt đầu đợi. Chúng ta sẽ bắt đầu đợi. Đợi cái người này, người ta xác nhận là người ta đã nhận tiền chuyển khoản từ chúng ta rồi. Và người ta bấm ở phía bên người bán, nó sẽ ở đây nó sẽ hiện là đã nhận tiền, mở khóa. Thì ở phía bên chúng ta nó hiện là đã chuyển tiền. Tiếp theo thì ở phía bên người bán nó sẽ hiện ở đây là đã nhận tiền mở khóa. Khi người ta xác nhận rằng chúng ta đã chuyển tiền cho họ, họ sẽ xác nhận ở đây. Sau đó ở cái trang tiếp theo á, nó sẽ hiện cho chúng ta là hoàn tất. Khi người bán bên này người ta hoàn tất cho mình thì nó sẽ hiện ra hoàn tất và nó sẽ chuyển tiền của chúng ta về trong ví. Rồi, chắc là mình phải hủy cái lệnh này và xin lỗi bạn bạn Vinh này một tiếng nữa đã. Lý do khác, ngân hàng bảo trì đi. Rồi, xin lỗi bạn Vinh. Tại vì hiện tại mình đang là người giao dịch USDT cho nên mình không có mua, mình chỉ hướng dẫn cho mọi người thôi. Sau khi mọi người mua xong ở trang này hoàn tất hết lệnh rồi thì nó sẽ chuyển mọi người về ví. Và ví mà mọi người nhận tiền nó sẽ nằm ở trong ví funding. Đây nè. Ví funding nè, thấy không? Nó có nhiều loại ví lắm. Mỗi mỗi hình thức chúng ta đầu tư nó sẽ có một loại ví khác nhau, nhưng mà ví funding này chính là cái ví mà khi chúng ta mua và bán USDT nó sẽ hiện vào đây. Đó là nó sẽ cập nhật cho chúng ta ở đây là chúng ta đã vừa mua bao nhiêu tiền, thì ở đây nó sẽ hiện 40 mấy đô. Chúng ta nếu như chúng ta muốn giao dịch ở trên sàn, cái ví funding này chỉ là một cái ví riêng để cho chúng ta trữ tiền mà không bị ảnh hưởng bởi giá cả thị trường. Và cái ví funding này á là để chúng ta giao dịch nạp và rút. Mọi người hiểu ý mình nói không? Có nghĩa là nếu như mọi người kiếm được lợi nhuận từ nó rồi, mọi người phải chuyển tiền về cái ví funding này thì mọi người mới chạy qua cái thị trường B2B này. Đó, mọi người ấn vô giao dịch nhanh, mọi người bán. Thì nếu mà người muốn bán ở đây để rút tiền về Việt Nam đồng thì cái người mua người ta sẽ chuyển tiền qua tài khoản cho mình và mình sẽ mở lệnh cho họ, mọi người hiểu không? Cũng giống như cái cách hồi nãy mình mua nhưng mà ngược lại thôi. Nó rất là đơn giản, không có gì khó cả. Còn một cái nữa mà mình quên dặn mọi người, đó là khi mọi người lúc mà ở trong cái trang mà gọi là cái trang mà trang chuyển tiền, đã chuyển tiền rồi đó, đúng không? Đến cái bước cuối cùng là đã chuyển tiền. Thì mọi người chuyển tiền xong, mọi người bấm vào chữ đã chuyển tiền thì nó sẽ hiện đến cái trang là đợi đợi đối phương xác nhận lắm nha. Mọi người phải đợi khi nào mà họ xác nhận cái đồng U cái USDT này nó về ví của mình thì mọi người mới bắt đầu xác nhận nha. Còn nếu như mọi người chưa nhận được tiền thì mọi người không click gì cả và đợi. Nếu như người ta jam tiền của mình phải bấm khiếu nại để cho sàn nó giải quyết. Phải nhớ nha, nhận được tiền thì mới giao tiền, còn không nhận được tiền là không giao tiền, kể cả mua và bán mọi người nha. Rồi, cái ví funding này nó có tác dụng là để liên kết với cái chỗ B2B này để mua và bán. Nếu như chúng ta mua thì chúng có nghĩa là chúng ta nạp tiền vào trên sàn để chúng ta giao dịch. Nếu như chúng ta có lợi nhuận chúng ta sẽ vào đây chúng ta bán. Hoàn toàn là miễn phí và không có phí giao dịch hay là giam giữ gì mọi người nha. Mua bao nhiêu nhận bao nhiêu, bán bao nhiêu nhận bao nhiêu. Hoàn toàn là không có phí hay là cái gì cả, ở đây là miễn phí. Và B2B là giao dịch nhanh nhất rồi. Và sàn này thì rất là uy tín như này mọi người, không phải sợ đến cái vấn đề gọi là lừa đảo hay là này, không bao giờ lừa được. Nếu như trong trường hợp mà bạn đặt lệnh bạn mua USDT của nó mà nó không xác nhận cho bạn, bạn chuyển tiền rồi mà nó không xác nhận thì bạn bấm vào khiếu nại. Bạn đợi lâu, bạn chuyển tiền rồi mà bạn mãi không thấy nó xác nhận cho bạn, cỡ hết cái thời gian chờ là bạn bấm vào cái chữ khiếu nại là sàn nó sẽ giam cái số lượng này ở bên ví của nó lại, nó không có cho thằng đó rút ra. Nói chung là sàn nó sẽ giải quyết cho mình, khó mất lắm, không có đường nào mất được hết. Chỉ cần mình cẩn thận, mình để ý là mình bỏ ra bao nhiêu tiền và cái số thật mình nhận về nó có đúng hay không nè. Mọi người thấy không?
Ở đây mình thấy nó hiện là 42.73, nhưng mà hồi nãy mình vô trong kia là nó hiện số thực nhật là 42.05, đúng không mọi người? Lùi lùi lại, mọi người lùi lại 10-15 giây là mọi người sẽ thấy rồi. Rồi à, mọi người nhớ nhá, cái ví phân tinh này là để mua ở đây, nó hiện về ví ở đây, và muốn bán ở đây thì chúng ta phải chuyển tiền về ví phân tinh để chúng ta mới bán ra ở đây được. Rồi, đó là bước thứ nhất. Bước tiếp theo, sau khi mà tiền nó đã cập nhật ở ví phân tinh này rồi ha, mọi người muốn giao dịch thì mọi người phải ấn vào chuyển, và chúng ta click ngược cái này lại. Đó, bây giờ ở đây là phân, từ phân tinh chúng ta chuyển qua fiat và spot. À, chúng ta có bao nhiêu tiền chúng ta chuyển vào đây, ấn tối đa chuyển vào ví fiat hết, xác nhận. Đó, nó chuyển đi mất rồi nè, mọi người thấy không, mất rồi nè. Chúng ta vào ví fiat, chúng ta sẽ thấy đó, nó chuyển qua đây cho mình nè, mọi người thấy chưa. Rồi, khi chúng ta đã có tiền ở trong ví fiat rồi thì chúng ta sẽ bấm vào giao dịch, sàn giao dịch. Đây, đây là giao diện sàn giao dịch của Binance. À, mọi người đến cái đoạn này mọi người sẽ bắt đầu nhìn thấy nó hơi rối, bởi vì những người mới tham gia có thể là sẽ chưa quen. Khi mọi người nhìn vào tổng quan ở đây, mọi người sẽ nhìn thấy là nó giống như cái tụi giao dịch nhị phân BO, JBO đúng không? Nhìn khá là giống. Nhưng mà mọi người hãy để ý nhá, nhìn theo con chuột của mình ở phía trên góc trên này, chúng ta sẽ nhìn thấy được ở đây là các khung thời gian. Khung thời gian này nó biểu hiện cho cái gì? Đó là thời gian chúng ta muốn xem cây nến này nó hoạt động. Ở đây hiện tại chúng ta đang xem cây nến 15 phút. Đúng không ạ? Cây nến 15 phút. Cứ mỗi 15 phút là nó sẽ đi một cây nến. À. Và chúng ta, nếu như mà chúng ta là những người chơi nắm giữ lâu dài, thì mình khuyên mọi người là chúng ta không nên quan sát quá nhiều vào cây nến 15 phút, mà chúng ta hãy nên nhìn những cây nến nó mang tính chất dài hạn hơn, hay là nến 4 giờ, 1 giờ, 4 giờ, hoặc thậm chí chúng ta có thể quan sát nến 1 ngày cũng được. Thì chúng ta có thể nắm được biến động toàn cảnh thị trường sau mỗi ngày. Mỗi ngày nó sẽ đóng phiên vào lúc 7 giờ sáng thì phải, theo mình nhớ là như vậy. Thì cứ đến mỗi ngày, đến 7 giờ sáng nó sẽ đóng một cái nến này, nó sẽ nhảy qua một cái nến mới. À, cứ một ngày là một cái nến, nếu chúng ta coi nến một ngày. Nếu như mà nến 4 giờ thì cứ mỗi 4 giờ là chúng ta sẽ thấy một cái nến. À, nó sẽ chạy dao động trong vòng 4 giờ đó. Còn cái nến 1 giờ là cái nến chung chung. Cái nến này chúng ta coi, thực ra nó về dài hạn thì chúng ta coi cái nến này nó chả giúp ích gì được cả. Còn cái nến 15 phút này, nếu như mà chúng ta, khi mà chúng ta quyết định bỏ tiền vào đầu tư nó, thì chúng ta phải dựa vào cái nến 15 phút này để chúng ta xem thử là cái biến động trong vòng ngắn thời gian ngắn như vậy nó đang là biến động lớn hay nhỏ, đúng không? Mọi người nhìn ở đây, mọi người sẽ thấy là trong mỗi 15 phút bốn cái nến đỏ này nó đi xuống. Thì bốn cái nến đỏ này mà nến 15 phút có nghĩa là 1 tiếng, đúng không? Chúng ta chuyển qua cái nến 1 tiếng, chúng ta sẽ thấy là đây là một cái nến nè. Đó, nó là cái đoạn này nè. Nó là đoạn này hay là đoạn này nè. Thì khi chúng ta muốn bắt đầu đầu tư vào thì chúng ta phải chọn một cái vị thế thật là đẹp để chúng ta vào. Khi cây nến nó đang tăng cao và xanh như thế này thì tốt nhất là chúng ta không nên mua ở những vị thế này. Bởi vì nếu mọi người nhìn trên màn hình, mọi người sẽ nhìn thấy được một điều, đó là nó có tăng đột ngột lên đi chăng nữa, nó cũng sẽ có một đoạn giảm lại điều chỉnh. À, vì sao? Thì sau này mọi người tham gia nhiều, mọi người quan sát nhiều và học hỏi nhiều từ những clip mình làm, mọi người sẽ hiểu vì sao nó là như vậy. Bởi vậy, việc đầu tiên khi chúng ta bắt đầu nhìn vào cái biểu đồ này, chúng ta hiểu được cái quy tắc hoạt động của nó rồi, lúc mà chúng ta quyết định nhập số tiền vào đây, để tí nữa mình chỉ khung này, nếu mà lúc mà chúng ta quyết định bỏ tiền vào đầu tư, chúng ta phải đợi thời điểm đẹp nhất để chúng ta vào. Mọi người nhớ nhé. Ngay từ lúc ban đầu mà chúng ta tập chơi á, không có ai chỉ với mọi người những cái này hết. Cho nên khi mà mọi người đi vào các hội nhóm lớn ở Việt Nam mà người ta cho kèo á, cái lúc mà người ta cho kèo là cái giá nó đang nằm ở đây, người ta vô, người ta bỏ tiền, người ta mua trước, rồi người ta ngồi, người ta vẽ biểu đồ, vẽ kỹ thuật này nọ, người ta mới lên trên nhóm người ta kêu, thì giá nó đã chạy lên đây rồi.
Có nghĩa là cái sự chênh lệch giá giữa mình, giữa cái người kia mình mua và mình là nó nằm một cái sự chênh lệch rồi, mọi người thấy không? Cho nên nếu như mà mọi người có tham gia vào bất kỳ hội nhóm nào hoặc là mọi người nếu muốn đầu tư vào nó thì việc đầu tiên mọi người cần phải nắm được là khi nào nó là một cái nến đỏ thì chúng ta mới mua. Chúng ta sẽ không mua ở những cái nến xanh. Mọi người hãy tập cho mình một cái thói quen đó và phải nhớ những gì mình dặn. Chúng ta hãy mua ở những cây nến đỏ và tuyệt đối không bao giờ được mua ở những cây nến xanh. Bởi vì sao? Bởi vì cái vị thế nó sẽ quyết định được cái lợi nhuận của bạn. Nó sẽ tối ưu được cái lợi nhuận của bạn. Nó sẽ tối ưu cực kỳ cái lợi nhuận của bạn. Nếu như mà bạn quyết định mua cái đồng tiền này và nắm giữ nó đến sau này, thì bạn phải lựa chọn được lúc, thời điểm nào hợp lý nhất để bạn vào bạn đầu tư, đúng không? Ví dụ như mình nói đơn giản thôi, nếu như bạn không nắm được thị trường, bạn vào bạn mua ở đây 65.000 đô thì những ngày sau đó nó có biến động và nó có điều chỉnh nó đi xuống và mọi người mua nó ở đây 55.000 đô là mọi người đã bị mất 10.000 trên lệch giá rồi. Có thể là tương lai nó sẽ tăng, có thể tương lai nó sẽ tăng nữa, nó sẽ tăng 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 tăng, đúng không? Nhưng mà nó tăng về 65.000 thì mình mới về vốn à. Nhưng mà nếu mình chọn được mình mua ở vị thế này thì có phải lúc nó lên 65.000 là nó về lại cái vùng mà những người đu định ở trên này mua, mình đã có lời chưa? Mình đã lời hơn 10% rồi. Mọi người thấy không? Đó là sự khác biệt khi chúng ta chọn vị thế đầu tư. Cái vị thế nó rất là quan trọng, nó quyết định toàn bộ lợi nhuận của chúng ta đó. Khi chúng ta quyết định đầu tư vào một đồng tiền nào đó ở dài hạn, chúng ta phải nhớ đỏ chúng ta mới mua, xanh chúng ta không mua. Mọi người nên nhớ cho kỹ. Đừng bao giờ thấy nó đang chạy những cây nến xanh như thế này mà chúng ta nhảy và chúng ta mua. Vì khả năng chúng ta nằm ở trên đỉnh, chúng ta đu vào bất kỳ lúc nào nó cũng sẽ xảy ra. Nếu như chúng ta quyết định đầu tư vào nó, chúng ta phải lựa chọn những cái cây nến đỏ. Cái nhịp biến động của nó đang là điểm rơi, thì khi nó rơi chúng ta mới mua. Ở trong thị trường crypto này nó có một câu là đỏ không mua, xanh lấy gì bán. Đúng mà. Đỏ chúng ta mới mua, có thể chúng ta mua ở giữa đỏ cái này cũng được. Giỏi hơn thì chúng ta có thể mua thấp hơn ở đỏ này được, hoặc là dở nhất thì chúng ta mua ở đầu cái đỏ này cũng được. Ít ra là chúng ta không mua ở những cái đỉnh nến xanh này. Mọi người nhá, phải nhớ cho kỹ, phải tập cho mình một cái thói quen đó chứ. Tiền nó vẫn còn nằm ở đây. Mình không mua thì mình không mất. Nếu như mà đột nhiên tự nhiên cái nó dựng một cây cột lên nó tăng nhanh đột biến thì mình không tiếc. Mình không tiếc, đừng bao giờ tiếc. Bởi vì nếu chúng ta tiếc, lui lại một chút này chúng ta nhìn rõ nè. Nếu như mà chúng ta tiếc, chúng ta mua khi nó dựng những cái cột xanh này, chúng ta không biết được cái thời điểm nào nó là đến cái thời điểm mà nó sẽ dừng lại và nó sẽ đi xuống. Bởi vậy chúng ta mua những cột xanh này là rủi ro chúng ta nằm ở trên đỉnh nó rất cao. Nằm ở trên đỉnh rất cao, người ta gọi là đu đỉnh đấy. Và khi có những cột xanh này xuất hiện, tất cả các cộng đồng từ lớn đến nhỏ hoặc là những trang báo Việt Nam mình đó, nó sẽ đưa những thông tin tốt để đẩy giá Bitcoin đi lên. Và khi nó đi lên như thế này, đó là người ta gọi là FOMO, hội ứng, hiệu ứng FOMO. Ở trong crypto, FOMO tiếng Anh nó là Fear of Missing Out hay sao á, đại khái tiếng Việt nó có nghĩa là cơ hội, sợ bỏ lỡ cơ hội. FOMO nó có nghĩa là sợ bỏ lỡ cơ hội. Có nghĩa là khi nó tăng như vậy, mình sợ mất cơ hội ăn, mất cơ hội lợi nhuận của mình nhảy vào mình mua. Mình nhảy vào mình mua, nhưng mà ngay khi mình vừa mua cái bắt đầu nó rơi lại. Mọi người thấy không? Mọi người thấy không? Mình có mình mua ngay đây đi chăng nữa thì đến ngày hôm nay mình vẫn đang lỗ này, mình vẫn chưa có lời nổi đâu. Mà mình mua ở ngay đây thì đến ngày hôm nay mình giờ này mình chỉ đang gồng lỗ thôi, chưa thấy có lời đâu á. Bởi vậy nếu như muốn mua thì mình phải mua ở đây. Nếu mua, mình phải mua ở đây. Nếu mình muốn chốt lời, mình phải chốt ở đâu ngay đây? Chốt lời mình phải chốt ở đâu ngay đây? Để làm sao biết được lúc nào mình nên mua và lúc nào mình nên chốt lời? Thì đó là mọi người cần phải theo dõi những nhóm Telegram. Mọi người bắt buộc phải theo dõi những nhóm Telegram. Bởi vì Telegram bây giờ đang là cộng đồng crypto lớn nhất Việt Nam mình. Toàn bộ người chơi crypto đang tham gia ở trong Telegram hết. Nếu như mà mọi người chưa nắm được, gọi là nói chung là mọi người bước chân tới cái điểm này là mình đang chỉ cho mọi người gọi là nhập môn thôi. Những gì nãy giờ mình nói mọi người có thể chưa nắm hiểu được hết. Nếu như muốn hiểu được, mọi người chỉ có bỏ tiền vào tham gia
đầu tư. Mỗi ngày mọi người đầu tư vào, từ lúc mọi người đầu tư vào, mỗi ngày mọi người vào đây quan sát, mọi người sẽ hiểu được biến động thị trường nó là cái gì. Vì sao nó lại có tăng, vì sao nó lại có giảm. Thì chúng ta bỏ tiền và chúng ta mua, chúng ta đầu tư, chúng ta mới thấy được cái kinh nghiệm mà chúng ta mua bằng tiền là nó nằm ở đâu. Nó nằm ở trong những ngày tăng giảm như thế này, chúng ta sẽ hiểu được thị trường đó là cái gì. Và khi chúng ta nhập môn, cái yếu tố quan trọng và then chốt nhất đó là chính chúng ta phải tìm được những hội nhóm uy tín. Uy tín và cực kỳ nghiêm túc trong công việc đầu tư. Mọi người nhớ nha. Cái này nó lại là một cái bước quan trọng thứ hai khi mọi người bắt đầu đầu tư vào. Nếu như chúng ta bắt đầu nạp tiền vào rồi và quyết định đầu tư một đồng coin nào đó, thì việc đầu tiên chúng ta cần phải làm đó chính là tham gia vào tất cả hội nhóm Telegram. Telegram đây. Thì tí nữa mình sẽ gợi ý cho mọi người một vài hội nhóm để mọi người tham gia vào, để mọi người có thể nắm bắt được cái tình hình của hiện tại. Tại vì mọi người biết sao mà cái crypto này á, nó bị thao túng, như ngày hôm qua mình có nói trong clip kia rồi. Nó có thao túng. Cho nên chúng ta phải nắm được cái thông tin là cá mập nó đang có ý đồ gì. Thì những cái hội nhóm mà chuyên nghiệp thì người ta sẽ phân tích cho chúng ta. Chúng ta sẽ dựa vào những cái phân tích đó. Có thể là nó không chính xác 100%, nhưng ít nhiều gì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta nắm được phần nào của nó về cái nhịp biến động của thị trường. Tí nữa mình sẽ giới thiệu một vài nhóm tele sau. Đó, nãy giờ là mình chỉ cho mọi người cách nhìn nến rồi đúng không? Nhìn nến rồi. Mới tham gia thì nên nhìn cái nến 1 giờ. Đừng nhìn nến 15 phút. 15 phút nó chạy nhìn sợ lắm. Đừng nhìn. Mới tập chơi đừng nhìn nến 15 phút. Mình khuyên mọi người như vậy. Mới tập chơi nên nhìn mấy cái nến 1 giờ hoặc là 4 giờ. Đó, mọi người sẽ nắm được. Tiếp tục, sau khi mọi người quan sát những cái nến mọi người đã hiểu rồi, hiểu cái biểu đồ này nó hiển thị cái gì rồi ha, thì mọi người bắt đầu đầu tư ha. Hiểu cái nến trước, bắt đầu mình đến đầu tư. Trước khi mình nhập tiền vào mình đầu tư thì mình phải đi tìm hiểu xem cái đồng coin mình chuẩn bị đầu tư vào nó là đồng coin gì và nó có như thế nào. Chứ đừng có, mọi người đừng có nghe người này kêu người kia mua, người kia kêu, mọi người này kêu người kia kêu, các mọi người nhảy vào mua. Nhảy vào mua cũng được thôi, không sao cả. Tin người ta nhảy vào mua theo người ta không được, nhưng mà phải canh được là mua lúc nào. Người ta kêu mua lúc này mà mình nhảy vào lúc này mình mua là mình dở nè, thấy không? Người ta kiểu ví dụ như bạn bè hay là ai đó rủ rê bạn mua, mua ở đây, người ta mua ở đây hết rồi. Cái lúc bạn nạp tiền vào thì bạn mua ở đây, thấy không? Là mình thua người ta tới bao nhiêu lợi nhuận rồi. Mình phải chờ đợi, phải chờ đợi, đừng có sợ rơi tiền. Nó không có tăng mãi được đâu. Sẽ có lúc nó sẽ về điều chỉnh. Mọi người nhìn quan sát toàn bộ, mọi người thấy nó tăng cỡ nào tăng, nó sẽ có lúc giảm. Tăng cỡ nào tăng, nó cũng sẽ có lúc giảm. Thấy không? Mình mua cách đây ngày 19 tháng 11. Thì 5 ngày sau mình vẫn ở cái độ chỗ đó nè. Mình đã có cái sự thay đổi gì về lợi nhuận đâu. Đúng không mọi người? Nhưng mà nếu như mình mua ở đây thì nó lại thành khác. Mình mua ở đây thì 5 ngày sau mình đã thấy mình lỗ rồi. Chưa thấy lời đâu hết. Những người chơi thiếu kinh nghiệm mà thấy lỗ là bắt đầu có hiệu ứng rồi đó. Cái đó là những clip sau mình sẽ bắt đầu phân tích cho mọi người hiểu. Hiệu ứng đám đông đó là cái gì. Rồi nha, bài học đầu tiên là chúng ta nhìn nến. Bài học thứ hai là chúng ta quan sát ở khu vực này. Chúng ta quan sát ở khu vực này. Hãy nhớ và đặc biệt để ý. Cái này nó mới quan trọng nè. Chúng ta chỉ nên đầu tư và mua bán ở cái lệnh giới hạn. Tuyệt đối không nên mua ở lệnh thị trường. Sau này nếu như mà bạn hiểu về thị trường rồi thì mới được quyền dùng cái lệnh thị trường này. Và lời khuyên của mình dành cho những người mới tham gia thì chúng ta hãy tham gia và sử dụng cái lệnh giới hạn này. Lệnh giới hạn này nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là ở... Để mình chuyển qua cái TradingView nhìn cho nó dễ đi ha. Cái bản đồ này nhìn dễ hơn. Nếu như mà chúng ta mua ở lệnh giới hạn, có nghĩa là chúng ta có quyền đặt giá. Chúng ta sẽ mua nó ở giá 56.000. 56.000 đô. Hiện tại giá nó đang chạy là 56.631 đô. Đúng không mọi người? Nhìn nè, mọi người sẽ thấy nè. Hiện tại giá nó đang chạy ở đây 56.600 đô. Nhưng mà chúng ta cảm thấy giá này chưa đủ, chưa đúng, chưa tốt. Chúng ta không mua ở đây. Chúng ta hãy đợi. Hoặc là chúng ta đặt một cái lệnh mua giá ở 60.000.
là nó nằm ở dưới này. Thấy không? Mọi người thấy không? Một khoảng cách rồi. 60.000 là nó ở dưới này nè. Ít nhiều gì thì nó cũng sẽ tối ưu là được một đoạn nào đó lợi nhuận cho chúng ta khi chúng ta mới tập chơi. Chỉ cần chúng ta đừng mua ở giá quá cao. Đừng mua những cái giá quá cao như thế này, thế này, thế này, thế này, thế này, thế này là được. Chúng ta hãy cố gắng mua làm sao ở những cái giá như thế này. Thế này. Đó. Và chúng ta hãy quan sát những người mà mới tập chơi, chúng ta hãy tập quan sát. Khi chúng ta quan sát toàn bộ thị trường, chúng ta thấy chúng ta chưa biết phân tích kỹ thuật, chưa biết gì hết, thì chúng ta sẽ nhìn thấy được là thị trường nó đang có chiều hướng đi dao động ở trong những vùng giá này, chưa có hướng tăng và cũng chưa có hướng giảm, mọi người thấy không? Nó chỉ đi ngang ngang quanh 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 đây. Ở trong crypto gọi là đi sideways, đi ngang đấy. Là nó đi đúng cái đoạn này nè, mọi người thấy không? Chưa có biết xu hướng là nó sẽ tăng hay là giảm. Chưa biết được. Thì cái đoạn này nó đang đi đúng cái đoạn này nè. Đó. Thì chúng ta sẽ chưa biết được là những ngày tới nó sẽ là cái đoạn giảm giống như vậy hay là đoạn tăng giống như vậy. Giảm như vậy hay tăng như vậy, chúng ta đều chưa biết được. Chúng ta đang ở trong cái đoạn này. An toàn nhất là ở khi gặp những cái biểu đồ nó đang đi trong giai đoạn như thế này, chúng ta cần phải tìm hiểu xem cái biến động thị trường nó như thế nào, và chúng ta hãy tham gia hết các group, các hội nhóm, hoặc là lên từ Twitter để chúng ta theo dõi những người phân tích chuyên nghiệp, để chúng ta nắm được thị trường sắp tới như thế nào thì chúng ta sẽ có quyết định. Nếu như mà những người phân tích chuyên nghiệp người ta dự định là thị trường sắp tới nó sẽ có nhịp tăng trưởng lên trên này thì ok, chúng ta mua 60.000 hay 66.000 hay 67.000 thì nó trả bao nhiêu. Nhưng nếu như mà chúng ta thấy người ta nhận định thị trường sắp tới có chiều hướng đi xuống ở dưới vùng 54.000 hay là 54.000 này thì chúng ta hãy cố gắng chờ đợi, đừng mua. Đừng mua. Nếu như mà thị trường nó có xu hướng đi lên á, mình nói mọi người nghe nha, vì sao chúng ta đừng nên mua? Vì nếu như mà thị trường nó có xu hướng đi lên à, chúng ta đang ở vùng này đúng không? Hiện tại chúng ta đang ở vùng này nè, ví dụ vậy đi. Nó đang đi ngang đây, chúng ta đang ở vùng này. Nếu như thị trường có xu hướng đi lên thì chúng ta không nhất thiết phải mua ở dưới vùng này, có thể chúng ta sẽ đợi thấy cái sự đi lên của nó rõ ràng nhất, chúng ta sẽ mua ở đâu đó ngay vùng này cũng được, và chúng ta sẽ chốt lời đâu đó ngay đây nếu như mà chúng ta thấy người ta nhận định là nó sẽ đi lên. Còn nếu như mà nó đang chạy ngang như cái thế này, thấy không, mọi người thấy không, cái đoạn này và cái đoạn này nó cực kỳ giống nhau, và cái đoạn mình đang đang ở hiện tại nó cũng vậy nè, hiện tại chúng ta cũng đang vậy nè, đó, chúng ta đang ở cái vùng ngang này. Thì chúng ta sẽ chưa biết được là nó sẽ lên hay xuống. Nếu như chúng ta có những hội nhóm lớn nhận định đi lên thì chúng ta sẽ quyết định mua ở đây. Còn nếu như mà chúng ta thấy những nhóm lớn nhận định nó sẽ đi xuống thì chúng ta chờ đợi. Không nên mua bán gì ở thời điểm này cả. Để mọi người thấy không? Nó đi xuống từ dưới này, nó đi xuống dưới này thì chúng ta mua. Chúng ta chọn vị thế cỡ nào chúng ta cũng bị xấu hết. À, cho nên mọi người phải nắm được những cái đó đã, chứ không phải là à, mới nhảy vô tham gia xong rồi vào các hội nhóm thấy người ta kêu mua con này con kia cái nhảy vào mua mà không cần quan tâm thị trường nó đang như thế nào là dở. Như vậy là dở, chúng ta đầu tư chúng ta phải biết là chúng ta đầu tư vào cái gì và nó diễn biến như thế nào. Ví dụ như chúng ta có thua lỗ chúng ta chấp nhận ít ra. Chúng ta hiểu được vì sao chúng ta lỗ. Chúng ta lời chúng ta hiểu được vì sao lời, chứ đừng có nghe người này kêu người kia mua hay là bắt đầu nhảy vô mua mua toàn mua trên mấy cái vùng điểm xấu không à. Không có tối ưu lợi nhuận cho mọi người được. Ha. Thì khi chúng ta đã nắm được toàn cảnh thị trường biến động rồi thì chúng ta quyết định đầu tư vào, thì mọi người phải nhớ nhá, chúng ta sẽ nên tập trung vào đầu tư vào cái lệnh giới hạn như thế này. Chúng ta không có đọc không có được mua bằng lệnh thị trường à, mọi người để ý nhá. Mình sao nó lại có cái âm thanh Facebook nhỉ? Tắt không được luôn, ok đi. Thì mọi người nhập cái số tiền, cái giá mà mọi người mong muốn mọi người mua được ở đây. Thì khi mà cái lệnh mọi người đặt thì nó sẽ ở trên cái tường lệnh này nè. Đó, thì khi mà Bitcoin nó đi dao động xuống vùng 56.000 thì những người bán ra ở vùng 56.000 nó khớp với cái lệnh chúng ta thì chúng ta sẽ mua được. Nói chung tài chính mà mọi người hiểu không? Có người bán ra thì chúng ta mới mua được chứ. Chúng ta muốn mua ở cái giá mà nó ở dưới này đi. 52.000 mà không ai bán hết thì sao mọi người mua, đặt cái lệnh nó treo năm này qua năm nọ mà nó cứ chạy trên này thì mọi người cũng chả bao giờ mua được giá này cả. Hiểu ý mình nói rồi gì? Cái giá mà chúng ta mong muốn là nó phải là cái giá đẹp nhất, mà nó phải là giá chung chung trong toàn bộ thị trường đang chạy. Bây giờ mình đặt cái lệnh 50.000 mình treo từ đây đến năm sau mà Bitcoin nó không đi về 50.000 thì khi nào mình mới được mua, đúng không? Mọi người hiểu ý mình rồi gì?
lệnh giới hạn nó sẽ giúp cho chúng ta muốn mua với cái giá mong muốn và bán ra với cái giá mong muốn mọi người nhá. Còn số lượng chúng ta mua dùng cái thanh này thì chúng ta tính cho nó dễ. Ví dụ như mình có 1.000 đô, khi mình kéo hết cái thanh này thì mình sẽ mua 1.000 đô Bitcoin. À vậy đó. Dễ lắm. Mọi người nhìn qua là mọi người sẽ thấy. Rồi vì sao mình không 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 cho mọi người, mình khuyên mọi người là không nên mua lệnh thị trường, tại vì như thế này. Lệnh thị trường có nghĩa là cái lệnh nó đang chạy ở đây. Mọi người nhìn kỹ đi. Ở đây nó sẽ có hiện hai giá. Ở đây nó có hiện hai giá đây mọi người, đây một giá là nhảy 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 liên tục, và một giá ở đây nhỏ hơn. Thì hai giá này nó khác nhau như thế nào? Hai cái giá này nó biểu hiện là như nào nhỉ? Mình coi được cái lệnh gọi là lệnh thôi, đại khái là mình nói mọi người dễ hiểu hơn là khi mọi người mua bằng cái lệnh thị trường này, mọi người kéo số lượng mọi người đặt mua thì nó sẽ khớp ngay lập tức. Nó sẽ khớp lệnh cho mọi người ngay lập tức. Vì sao khớp ngay lập tức? Có nghĩa là hệ thống nó sẽ tự động tính toán cho bạn mua với cái giá gần gần cái giá này nhất. Mọi người nhá. Bây giờ mình là mua đúng không? Mình là những người mua là đang ở những vùng xanh này nè. Còn đây là những người bán. Đúng chưa? Bitcoin nó chạy ghê quá cho nên bây giờ mọi người nhìn kỹ nha. Ở đây đang chạy là 57.200. Những người bán ra, người ta bán ở 57.000. Nói chung là những người bán ra, người ta luôn mong muốn giá bán cao hơn cái giá hiện tại. Mọi người quan sát, mọi người bỏ ra cỡ 50 phút, mọi người vô thị trường ngồi nhìn quan sát là mọi người sẽ thấy cái giá mà người ta bán ra nó luôn luôn cao hơn cái giá đang chạy hiện tại đây nè. Luôn luôn cao hơn. Nếu mà chúng ta nó chạy nhanh quá cho nên mình cũng không không thể nào mà trên 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 video mà mình nói kỹ với mọi người được. Mọi người hãy tự vào sàn, mọi người hãy tự ngồi bỏ ra 50 phút ngồi quan sát, mọi người sẽ thấy cái giá nó bán ra luôn luôn cao hơn cái giá này. Và khi chúng ta dùng cái lệnh thị trường này thì nó sẽ khớp đâu đó ở trong những cái lệnh trên này nè. Có nghĩa là chúng ta sẽ bị mua với giá cao hơn cái giá hiện tại. À, mọi người hiểu ý mình nói rồi gì? Nó sẽ tự động khớp những cái lệnh đang đặt ở trên này cao hơn cái giá mà chúng ta đang chạy ở hiện tại. Hơn á thì nó sẽ khớp với cái lệnh gần cái giá này nhất. Còn xui xui á là nó cho chúng ta khớp với mấy cái lệnh mà cách đây ở đâu trên này nè. À, ví dụ đang là 57.000 đúng không? Nó khớp cho chúng ta mấy cái lệnh 57.300, 57.400 luôn, nó cũng khớp bình thường. Cho nên là tuyệt đối chúng ta không nên dùng lệnh thị trường, nó sẽ lỗ. Nó lỗ cho chúng ta. Và bán cũng vậy, chúng ta cũng không được dùng lệnh thị trường. Bán là chúng ta ấn bán một cái là nó khớp đâu mấy cái thằng đang đập giá thấp lè dưới này, nó sẽ bị dính ha mọi người ơi. Cho nên chúng ta phải dùng cái lệnh giới hạn. Thì xong, khi chúng ta nhập môn, chúng ta quan sát nến, biểu đồ nến, chúng ta quan sát giá và chúng ta quan sát cái khu vực đặt lệnh mua bán là xong rồi, đúng chưa? Như thế là xong. Ở đây nó sẽ hiện lịch sử lệnh là những lệnh chúng ta đã giao dịch, lịch sử lệnh hoặc là lịch sử giao dịch. Còn vốn thì nó sẽ hiện là chúng ta đang nắm giữ những đồng coin nào, nó sẽ hiện ở đây. Đây là mình làm ở trên máy tính, còn ở trên điện thoại thì dễ làm hơn nhiều, điện thoại dễ quan sát hơn. Mọi người chỉ cần nhớ cho mình là khi chúng ta mua và bán chúng ta phải dùng lệnh giới hạn là được, thế thôi. Còn mua ở đâu bán ở đâu thì nếu muốn mọi người cứ vào cái nhóm Tele của mình, mọi người tham khảo là được. Rồi mình sẽ nói cho mọi người biết nữa là thị trường crypto nó có 100.000 tỷ đồng con, nhiều lắm. Chúng ta nè mọi người thấy không, ở đây là những con mình đánh dấu sẵn rồi, mọi người thấy không, nó nhiều lắm. Còn bây giờ qua những cái con mà mình chưa đánh dấu, mình chọn đại một con luôn, người thấy không, nó nhiều ơi là nhiều, không bao giờ mình nắm được hết. Chả bây giờ mình nắm được hết, nhiều lắm. Mình nhắm nổi đâu, mình đánh dấu ở đây đây mà mình coi nó còn chưa nổi nữa, mọi người thấy không. Nó ví dụ như mình kêu mua con cách đây vài hôm, mình có gọi trong tín hiệu là mua con CE LR, mình có đánh dấu sao nè mọi người thấy không. Đó, cách đây vài hôm mình có gọi trong tín hiệu mọi người mua ở cái vùng này nè, mình có kêu mọi người mua ở cái vùng này nè. Bây giờ nó đã tăng lên đây rồi, hiện tại là trước mắt là đã lợi nhuận 10% rồi, nhưng mà mục tiêu là dài hạn là mình
đặt ra là phải lợi nhuận nhiều hơn cơ, lợi nhuận phải ở trên trên vùng trên này. Rồi thì những cái này thì sẽ có nhóm của tụi mình sẽ hỗ trợ, và mọi người muốn tìm nhóm của tụi mình đó nó dễ lắm. Nếu như mọi người không có đường link để dẫn vào nhóm thì mọi người ấn vào Telegram, mọi người tìm ấn A cộng, không cần A cộng, được tìm cà phê, tìm lộn lộn mình đổi tên rồi, tìm coffee crypto là nó sẽ hiện ra hết bốn cái nhóm mà mình đang quản lý mọi người nhá. Thì bốn cái nhóm này nó như thế nào? Cái nhóm này đây nè, đây là nhóm đâu rồi nhỉ, coffee crypto, thì đây là cái nhóm airdrop. Những người mới tham gia vào thì thôi từ từ quan tâm đến mấy cái airdrop này đi, sau này mình sẽ chỉ sau. Cái này là dành cho những người mà rảnh rỗi siêng năng mà không có đầu không có vốn nè, kiếm tiền bằng cách ngồi click đây, thì sau này mình sẽ hướng dẫn mọi người sau vậy. Và mọi người hãy hãy vào những cái kênh này nè, Coffee Crypto Channel. Thì ở đây mình ở đây là mình có là cái channel để mình ra kèo và cảnh báo mọi người mỗi lúc mỗi trường hợp này này làm đi làm kia như thế này như thế nọ không. Như ví dụ như đây là mình cảnh báo là thứ sáu tuần này tất toán CME nha anh em, tuyệt đối không margin future dạng dạng vậy, hoặc là thông báo là kênh YouTube ra gì, hoặc là mua đồng tiền nào nữa, mọi người thấy không? Mình có kêu mua cái đồng CELR cách đây mấy hôm nè, target là 0,18 hoặc là 0,22 đó, mình mua cái đây mấy hôm thì mọi người nhìn thấy là trước mắt là chúng ta đang ở trên vùng lợi nhuận cái đã. Khi nào đạt đủ sóng target chúng ta mới bán ở trên vùng như này. Thì những cái kênh như kênh của mình thì nó sẽ giúp cho mọi người định hình được cái thị trường nó dễ hơn, những người mới thì người ta chưa hiểu hết đâu. Và cái kênh Coffee Crypto Chat để cho là nơi để cho mọi người thảo luận, tán dóc và học hỏi, tìm hiểu, hoặc là cái gì không biết thì vào đây hỏi, cái gì không biết thì vào đây hỏi, cái gì không biết thì vào đây hỏi, đại khái là như vậy. Và có một số channel mình cảm thấy là hay ho để mọi người nên theo dõi nữa là channel Con 98 Insight. Cái channel này nó sẽ giúp cho mọi người tổng hợp toàn bộ tin tức của thị trường crypto khá là ok. Đó mọi người nha. Coffee Crypto Chat. Coffee Crypto Channel. Channel là để xem tín hiệu kèo. Chat là để thảo luận. Và tham và thêm một nhóm nữa là Con 98 Insight để cập nhật tin tức. Từ từ mọi người tham gia dần mọi người sẽ nắm được nhiều hơn. Từ từ đã, nhiều quá mọi người sẽ bị loạn. May một cái là làm clip thì được một cái là nó có lưu lại đúng không? Ai mà chưa kịp nghe, chưa kịp nhìn có thể lưu lại hoặc là bấm dừng lại rồi làm theo. Từ từ. Ok. Tiếp theo là khi chúng ta hồi nãy mình có bảo là thị trường có cả tỷ tỷ con thì mình nên làm sao để mình biết mình nên mua con nào? Không thể nào mà trong channel của mình gọi mua con này đúng không mọi người? Như ví dụ mình kêu mua con này hay là mua con này thì mọi người cũng phải hiểu là con này nó là con gì, nó có tác dụng gì. Thì muốn tìm hiểu về nó thì mọi người lên cái trang web con cap enter. Nó sẽ ra cho mọi người cái trang. Đây là trang CoinMarketCap, là trang tổng hợp toàn bộ về crypto. Ở đây nó sẽ hiện lên hết top 100 đồng coin có mặt trên thị trường. Thậm chí là nó có cả ngàn, cả tỷ con ở phía sau nữa. Nhưng mà chúng ta chỉ nên quan tâm đến 100 đồng coin này thôi. Chúng ta chỉ nên quan tâm, ví dụ đơn giản nhất. Nhìn vào đây có thể chúng ta sẽ không hiểu được ở đây nó là cái gì, nó hiện cái gì, hiện cái gì. Hồi xưa lúc mình mới tham gia mình cũng vậy mà. Lúc mình mới tham gia người ta cũng chỉ mình là đây coi mình lên mình coi mình có hiểu gì đâu. Gần như là mình không lên luôn á, tại vì mình coi mình không hiểu được gì hết. Thì đây mình sẽ hướng dẫn mọi người nhìn. Chúng ta nhìn vào thị trường, chúng ta sẽ thấy được một cái bao quát. Đó chính là sức tăng và giảm trong 7 ngày gần đây, hoặc là trong 24 giờ gần đây nhất. Nó sẽ hiện cho mọi người là cái đồng này nó đang tăng hay đang giảm trong vòng 7 ngày và trong vòng 24 giờ, đúng không?
Và đây là cái vốn hóa thị trường. Đây là tổng vốn hóa thị trường của thằng Bitcoin. Đây là khối lượng giao dịch 24 giờ của thằng Bitcoin. Là trong vòng 24 giờ là người ta giao dịch mua ra bán vào nó lên 35 triệu đô. Tổng vốn hóa thị trường của Bitcoin hiện tại là 1.000 tỷ. Lượng cung lưu hành của Bitcoin là nó chỉ có 21 triệu con thôi. Nó chỉ có 21 triệu Bitcoin thôi và hiện tại người ta đã khai thác được 18 triệu 881 Bitcoin rồi. Thì chúng ta lên cái trang này để chúng ta nhìn nhìn để chúng ta biết được vốn hóa của nó như thế nào. Vốn hóa càng lớn thì nó càng đứng ở trên top mọi người nha. Và muốn tính được cái giá trị thực tiễn của nó, chúng ta phải nhìn vào cái vốn hóa và số lượng lưu hành của đồng coin đấy. Cái này sau này mình sẽ chỉ cho mọi người một khóa nâng cao về cách quan sát thị trường kiểu như thế này. Đó, ở đây là mọi người hãy lên cái trang này để quan sát coi, ví dụ như mọi người nhìn thấy cái đồng coin nào hay hay, ví dụ như con Shiba Inu này đi. Shiba Inu đi. Thì con Shiba Inu này thì nó có bao nhiêu con nè, nó có tổng cộng số lượng con đây nè. À. Vốn hóa của nó bao nhiêu? Vốn hóa của nó 21 triệu đô. Giá hiện tại của nó bao nhiêu? 0,00003951. 7 ngày gần đây nhất nó tăng hay nó giảm bao nhiêu rồi? À. Thấy không? Mọi người thấy không? Và khi mọi người không biết, ở đây nó không hiện cho mọi người xem là con này là nó có tác dụng hay như thế nào, thì mọi người hãy lên trên Google mọi người ghi là Shiba coin là gì. À thì nó sẽ hiện ra rất là nhiều trang, nhưng mà mình khuyên mọi người là hãy tìm trang ship con. Mọi người hãy tìm cái con, cái trang đâu rồi, cái trang C98 Insight này nè. Đó, giống như là cái nhóm Telegram nãy mình giới thiệu mọi người vào đó. Cái trang con 98 Insight này nó sẽ tổng hợp hết tất cả những tin tức hay gì đó liên quan đến đồng con mà mọi người muốn tìm hiểu. Ví dụ mình nói với con Shiba này đi. Không có à. Hay là mình tìm con Doge đi. Doge của Elon Musk đi. Token Doge con. À, ấn vào. Nè, thấy không mọi người, thấy không? Token Doge con toàn tập về tiền điện tử Doge. Thì ở đây trang này sẽ tổng hợp cho mọi người hết toàn bộ về Dogecoin, những điều thú vị về nó, thông tin chi tiết về nó, cách kiếm tiền và sở hữu nó. Nó có đào được không? Sàn giao dịch này chứa nó, tương lai của nó ở đâu? Có nên đầu tư vào nó không? Thì ở trang này nó sẽ tổng hợp hết. Mình thấy là ở tiếng Việt thì trang này mình thấy là ok nhất rồi. C98 này nó có một đồng coin luôn đấy. Nè, để mình cho mọi người coi nè, đồng coin C98 là của Việt Nam mình làm đấy. Nè, đồng coin này là của C98 nè. Cái đồng này là của cái trang này nè. C98 này nó có một cái ví nữa. Sau này mọi người, nói chung là nhiều lắm mọi người ơi. Học không hết đâu, nói nhiều quá mọi người bị rối loạn á. Bồi thật đấy. À, ví dụ như mọi người muốn tìm hiểu một đồng coin nào, ví dụ như ở trong ở trong nhóm của mình đi ha. Mình lấy ví dụ gần nhất cho mọi người hiểu, trong nhóm của mình kêu mua con CE RL phải không, hay là CELR khó nhớ quá. Mọi người sẽ tìm nó, mọi người ấn vào đây đó, mọi người sẽ nhìn được toàn cảnh là vốn hóa của nó hiện tại bao nhiêu, vốn hóa thị trường bao nhiêu, nó là tăng bao nhiêu phần trăm rồi đúng không. Bấm vào đây mình sẽ thấy là từ cái ngày xưa đến bây giờ là nó là tăng bao nhiêu phần trăm, có hợp lý để đầu tư vào không đấy. Để coi đây, xong quan sát hết mọi thứ rồi, cảm thấy vẫn chưa hiểu gì về nó nhiều thì chúng ta là chạy lên trên trang C98 Insight này, chúng ta tìm CERL hay là CELR ta, CELR đây, hướng dẫn sử dụng, không phải đây, Stellar Network, CELR toàn tập về tiền điện tử đó. Mọi người nhảy vào đây đọc sẽ hiểu được là cái đồng CL này nó có tác dụng như thế nào, tại vì sao bọn mình lại kiếm mua ha. Mọi người phải như vậy, chúng ta phải bắt đầu từ từ như vậy, đừng vội vàng, đừng bao giờ có cái kiểu là chạy vào tín hiệu thấy kêu mua đồng này, chạy vô trang Binance tìm CELR, ẩn vô
Không quan tâm luôn, ở trên này nó đang là giá cao hay thấp rồi chạy vô đây, vô thị trường, nhập số lượng kéo mát dăm mua 7 nha mọi người. Vậy là 7 đấy, không bao giờ được như vậy hết. Khi nào mọi người thấy ở bất kỳ một ở đâu đó, mọi người thấy một cái đồng con nào người ta giới thiệu, mọi người phải chạy lên đây đầu tiên, tìm cái đồng đó, xem tổng vốn hóa của nó bao nhiêu, nó có khả năng tăng nhiều nữa hay không. Bây giờ mà mình mua ở cái giá này nè, 1.366 mà mình muốn gấp đôi, muốn ăn nhân đôi lên, thì cái này cái vốn hóa của nó cũng phải nhân đôi lên, nó lên tỷ sáu thì tụi mình mới có cơ hội nhân đôi được đó, thấy không? Đó là cái cơ bản. Sau khi nhìn ở đây xong cảm thấy vẫn chưa đủ niềm tin, chưa biết nó là gì, bắt đầu chạy vào đây tìm C E L R Enter vô đọc coi nó là cái gì, đúng không? Đó, khi mình hiểu được về nó rồi, mình quyết định đầu tư vào nó, thì mình hãy chạy về lại đây, mình bắt đầu nhập tiền vào, mình mua mọi người nhá. Nhớ cho kỹ lời mình dặn, những người đầu tư, nhà đầu tư mới mới tham gia thị trường thì hãy nên làm từng bước giống như mình, đừng vội vàng và đừng hấp tấp. Tiền chúng ta còn ở đó, thị trường nó chạy mỗi ngày, đừng bao giờ vội vàng cả. Một quyết định của chúng ta thôi là nó sẽ sai một ly là chúng ta đi một dặm đấy. Ok, thì clip này là mình gọi là mình hướng dẫn cho mọi người cách tạo tài khoản rồi nạp tiền, quan sát thị trường, mua và bán, đúng không? Coi như là xong cái cơ bản rồi. Coi hết clip này là mọi người đã nắm được toàn bộ thông tin gọi là tham gia crypto rồi đấy. Đại khái là mọi người đã hiểu được 5% của thế giới crypto rồi. Xong, xong hết tất cả mọi thứ rồi, chúng ta cần phải làm gì nữa? Là chúng ta phải vào, chỉnh vào tổng quan. Chúng ta về lại trang tổng quan, chúng ta vào ví. Chúng ta sẽ quan sát ở đây, ví fiat và spot. Chúng ta coi thử coi là chúng ta đang nắm giữ bao nhiêu số lượng, bao nhiêu con, và giá trị của nó là bao nhiêu, để chúng ta biết được là mình đang lời hay lỗ. Và cái chỗ này nè, BL, BNL của hôm qua, nó là cái phần mà nó sẽ hiện lên là chúng ta lời lời và lỗ mỗi ngày là bao nhiêu, chúng ta sẽ nắm được ở đây. Còn dưới này nó sẽ hiện danh sách là chúng ta đang có số lượng bao nhiêu con của nó, tổng số lượng con đó là giá trị bằng bao nhiêu, đúng không? Để chúng ta biết được là cái nguồn tiền của mình đang lời hay lỗ là chúng ta phải vào đây fiat và spot, chúng ta quan sát. Nếu như mà có lợi nhuận rồi, chúng ta bắt đầu ấn vào để chuyển chuyển nó về ví funding. Đó, tìm USDT. Đó, chúng ta chuyển về ví funding, xong rồi chúng ta bắt đầu nhảy vào B2B, chúng ta bán. Mọi người thấy không? Rất là đơn giản, không có gì khó, nó cực kỳ đơn giản, chỉ là mình không biết thì mình thấy nó khó thôi, chứ mình mà biết rồi mình thấy nó dễ ờ mà. Còn cái gì nữa nhờ? À đúng rồi, còn một cái nữa là nếu mọi người muốn tham gia vào crypto, mọi người phải tham gia vào Twitter. Úi trời ơi, mình nói mọi người là Facebook là nó không có mạnh bằng Twitter cái mảng crypto đâu. Khi mọi người tham gia Twitter, mọi người đăng ký tài khoản xong, mọi người bắt đầu lên đây, mọi người tìm những người này để mọi người theo dõi nè. Người đầu tiên, Blan B. Đây. Blan B là người phải nói là dự đoán BTC chính xác, gần như là tuyệt đối, gần như là tuyệt đối, ghê gớm vậy luôn. Đó. Đây là cái bài dự đoán của anh ta nè. Anh ta dự đoán BTC sau này nó còn đi lên nhiều nữa. À, không phải. Đại khái là Plan B là đây nè, cái bài này nè. Anh ta dự đoán. Ồ, cũng phải luôn. Cái bài đó đâu rồi á, phải tìm. Anh ta đăng lâu rồi. Nói chung là Plan B là một trong những người uy tín nhất trong thế giới crypto, và là người dự đoán hướng đi của Bitcoin gần như là chính xác nhất. Gần như là chính xác nhất. Người thứ hai là Cohen. Benjamin Cohen. Anh chàng này thì anh chàng này thì mọi người nên theo dõi để nắm được là anh chàng này thường anh này anh hay có cái kiểu là ảnh mà đăng cái con nào lên đó là con đó nó dễ tăng lắm. FOMO của nó siêu tốt lắm. Cho nên mọi người hãy theo dõi anh chàng này. Và còn rất là nhiều người nữa, nhưng mà mình hiện tại mình chưa nhớ ra được hết để mình giới thiệu cho mọi người.
Có thể là mọi người cứ tham gia vào nhóm Tele của mình đi, rồi mọi người thắc mắc cái gì thì mọi người cứ cứ vào cái chỗ Coffee Crypto chat này, mọi người hỏi thoải mái. Hỏi thoải mái luôn, hỏi cả ngày cũng được không sao cả. Tại vì cái chỗ này là mình lập ra là để hỏi đáp mà. Còn ai mà lười nói chuyện mà cảm thấy chỗ này người ta nói nhiều quá, spam quá thì hãy tắt thông báo nó đi. Chỉ để thông báo mỗi cái channel kèo thôi, để quan sát là theo dõi kèo. Kèo mọi người vẫn bình luận được mà, ấn vô đây là vẫn bình luận được, không nhất thiết phải là ở trong cái channel chat này mới bình luận được. Ở cái tele là hay như vậy đó. Đó. Thì về cái cơ bản thì mình đi xa cái cơ bản quá rồi, cho nên bây giờ quay lại để mình hướng dẫn mọi người thì mình còn bị vài cái chỗ nó hơi đại khái là nó không có được mượt, nó không có được suông mượt, cho nên nó còn hơi hơi bất cập tí, cho nên là mọi người thông cảm. Nếu cảm thấy chỗ nào mà nó nhanh mà nó khó hiểu quá thì mọi người có thể dừng lại hoặc là lui lại một chút để coi lại. Còn gì nữa không nhờ? Tại vì mình quay clip mình quay một lần mình up lên luôn, nên mình không có soạn trước, mình không có chuẩn bị, mình cũng chẳng có cắt ghép gì hết, cho nên là mình tính nói cái gì trong cái clip này quên rồi. À đúng rồi, mình phải dặn mọi người thế này nhá. Mọi người đầu tư vào crypto á thì mọi người phải nhớ và luôn luôn nhớ cái điều này cho mình. Khi mà mọi người bắt đầu quyết quyết định bước chân vào trong thị trường này thì mọi người nên hiểu là tiền của mình, quyết định là quyết định của mình nhá mọi người. Không có một ai ép buộc hay là đưa dao vào cổ để bắt mình đầu tư con này con kia cả. Cho nên là trước khi mọi người đầu tư thì mọi người cần phải tìm hiểu thật kỹ là mình sắp đầu tư vào cái gì, và nó có rủi ro hay không, và nó có mang lại lợi nhuận hay không. Mọi người phải tự tìm hiểu. Ví dụ như mình kêu mua con CLR vài ngày trước ha. Mình kêu vài ngày trước thì nhiệm vụ của mọi người là phải tìm hiểu xem nó là cái đồng tiền gì và sắp tới nó có khả năng tăng trưởng hay không. Mọi người phải tự có những cái nhận định riêng của bản thân, và mọi người quyết định là bỏ tiền vào đầu tư nó, thì mọi người phải chấp nhận được một điều là rủi ro nó luôn luôn có, luôn luôn có nha. Không phải là cứ gọi kèo một cái là nó lời liền đâu, không có đâu mọi người ơi. Đôi khi tụi mình còn phải gồng lỗ từ ngày này qua năm nọ đấy. Cho nên là mọi người đã quyết định đầu tư vào thì lỗ mọi người phải gồng, phải chấp nhận. Lời thì mọi người hưởng, lỗ thì mọi người phải tự chịu. Tiền là tiền của mọi người, cho nên là mọi người phải tự có quyết định. Tụi mình, nhiệm vụ của tụi mình là đi tìm những đồng coin tốt nhất, có khả năng lợi nhuận tốt nhất để chia sẻ với lại tất cả mọi người. Chứ nhiệm vụ của tụi mình là không có quản tiền hay là không có yêu cầu hay là ép buộc gì ai phải theo tụi mình cả. Mọi người phải nên nhớ như vậy. Trước khi tham gia đầu tư hãy nên nhớ. Chứ đừng có cái kiểu giống như là tôi lợi nhuận là do tôi giỏi, còn tôi lỗ là lỗi tại anh, là không có được nha. Nếu như mà có cái tư tưởng đó thì tốt nhất mọi người không nên đầu tư vào cái thị trường này. Tại vì thị trường này nó biến động cực kỳ lớn, nó sẽ làm cái tâm lý của mọi người dao động liên tục, chịu không nổi nhiệt với nó đâu. Ok, thì hôm nay là chúng ta sẽ kết thúc series thứ hai tới nói về gọi là nhập môn đi ha. Cái này clip này gọi là nhập môn. Thì sau clip này mình sẽ bắt đầu làm một cái clip tiếp theo nữa, là mình sẽ làm một cái clip kiểu như là mình sẽ nói cho mọi người hiểu là vì sao thị trường này nó mang lại lợi nhuận và vì sao thị trường này nó rủi ro. Và chúng ta tham gia thị trường này chúng ta cần nên biết và hiểu những thứ gì. Thì clip sau mình sẽ làm, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Rồi, mình sẽ dừng clip này ở đây. Chúc mọi người đầu tư thuận lợi và may mắn. Toàn bộ những lời mình nói chỉ là một lời khuyên, không mang tính chất dụ dỗ đầu tư. Mọi người trước khi đầu tư phải quyết định thật kỹ, không phải là một lời khuyên đầu tư mọi người nha. Tiền của mình quản mình giữ, lời mình ăn lỗ mình chịu mọi người ha. Mọi người nên nhớ thêm một cái nữa là crypto thì chúng ta nên nói là đầu tư crypto, đừng ai kêu chơi crypto nha. Chơi là chỉ có cờ bạc mới chơi thôi, còn đầu tư thì nó mới là kinh tế chính trị. À quên, kinh tế là chính mọi người ha. Chúc mọi người đầu tư thành công.